Bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu chương trình Cà phê Ngày mới sáng nay với những thông tin cập nhật của VTC9 liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Kính thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm 22 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2020, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên phạm vi toàn thế giới là 79.521 ca, trong đó có 2.626 người tử vong, số ca bình phục là 24.966. Riêng tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm là 77.150, tử vong 2.592, số ca nghi nhiễm là 5.365 và số ca bình phục là 24.734. Tại Việt Nam, chúng ta ghi nhận vẫn là 16 trường hợp dương tính với COVID-19. Hai cha con người Trung Quốc đều đã khỏi và xuất viện. 6 người từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về, 6 người cũng đã khỏi và xuất viện. 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, thì 5 người đã khỏi và đã được xuất viện. Một người Mỹ đến Việt Nam trước đó quá cảnh 2 giờ tại Vũ Hán, Trung Quốc đã khỏi bệnh và xuất viện. Một bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc có tiếp xúc gần với COVID-19, đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện nay thì Việt Nam đã điều trị khỏi cho 15 trường hợp, số xét nghiệm âm tính là 1.279, số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tức là có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch, một trường hợp tiếp tục được cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra có 6.470 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19.